Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CCA Channel và mình là Lộc. Như mình đã chia sẻ rất là nhiều với các bạn thì trong quá trình chúng ta tham gia crypto, chúng ta nên là đa dạng các sàn giao dịch ha. Bởi vì sao? Vì các bạn không nên all in tất cả tài sản trên cùng một sàn vì cái độ rủi ro đó cũng sẽ cao ha. Không có một cái sàn giao dịch nào mà nó an toàn chắc chắn 100%. Không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ, chúng ta nên chia tài sản ra trên nhiều sàn. Chúng ta nên trải nghiệm càng nhiều hệ sinh thái các sàn khác nhau thì chúng ta sẽ biết được là cái sàn nào nó tối ưu. Và trong quá trình chúng ta tìm hiểu các cái sàn thì các bạn cũng biết được các cái tính năng của nó, cũng như là nó có những cái sự kiện hay là những cái cách gì chúng ta có thể kiếm tiền. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến một sàn giao dịch có tên là Alinex. Đây là một cái sàn giao dịch rất là lâu đời, ra đời từ năm 2017 ha. Tính đến hiện tại thì sàn này đã ra đời được là 6 năm rồi ha, trải qua uptrend, downtrend, tuy nhiên thì nó vẫn hoạt động khá là tốt. Và trong quá trình dài 6 năm đó thì mình thấy là cái sàn này nó vẫn chưa có gặp cái vấn đề gì nhiều ha. Chưa có một cái vụ hack này hay là chưa có một cái sự cố gì lớn cho user. Đó thì hiện tại thì theo cái thống kê ở đây chúng ta có thể thấy là cái khối lượng giao dịch đã thành công là hiện tại là hơn 100 triệu đô. Và lưu lượng người dùng thường xuyên thì khoảng là 100.000 người ha. Cũng khá là ổn so với một cái sàn giao dịch trong mùa downtrend như thế này. Về giao diện của sàn này thì cũng rất là đơn giản, dễ sử dụng và trực quan. Những anh em người mới chúng ta đều có thể tham gia rất là dễ dàng ha. Và đây là một cái sàn giao dịch OTC. OTC là như thế nào thì nó giống như là việc chúng ta mua bán coin giữa người dùng này qua người dùng khác. Và ở đây sàn Alinex này nó sẽ đảm nhận cái khâu trung gian để cho chúng ta có thể mua bán trao đổi với nhau, nên là cũng khá là an toàn. Và ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta đều có thể giao dịch những cái đồng coin lớn như là Bitcoin nè, ETH nè, Litecoin hay là Bitcoin Cash hay là XRP nè, OKB của sàn OKX ha, Huobi nữa nè. Đó thì những cái đồng coin lớn của thị trường thì hầu như nó đều có ở đây. Nó khá là giống với sàn Remitano ha. Và là vì chuyên về giao dịch OTC nên là chúng ta sẽ có thể là mua bán coin bằng đồng VND. Đó, các bạn có thể mua trực tiếp từ đồng VND của tài khoản ngân hàng này, các bạn có thể mua thẳng coin trên sàn này ha. Và Alinex cũng là một trong những sàn OTC thuộc hệ sinh thái của Binance. Ở đây thì các bạn có thể thấy một cái bài tweet của Binance từ năm 2019 nè, có đề cập đến Alinex ha. Vì vậy nên là độ uy tín và an toàn thì cũng khá là cao, bởi vì hiện tại thì cái sàn này nó cũng chưa có gặp cái vấn đề gì nhiều quá, cũng chưa có gặp hack nè hay là chưa có gặp biến động gì nhiều quá. Rồi thì để có thể là mua bán OTC trên sàn này thì tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải có một cái tài khoản sàn ha. Và đường link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Và các bước đăng ký thì cũng rất là đơn giản. Sau khi các bạn vào đường link thì chúng ta sẽ có cái giao dịch như thế này ha. Chúng ta sẽ sử dụng địa chỉ email để đăng ký. Các bạn sẽ đặt biệt danh nè, rồi setup mật khẩu nè, rồi nhấn vào tôi đồng ý ha và tạo tài khoản. Sau khi tạo tài khoản các bạn đăng nhập vào lại sàn thì chúng ta sẽ cần phải xác nhận mail ha. Nó sẽ gửi cho các bạn một cái thư qua email các bạn đã đăng ký ha. Ở đây sẽ có cái phần là xác nhận địa chỉ mail nè, các bạn nhấn vào đường link này để xác nhận. Rồi sau khi xác nhận mail xong thì chúng ta đã tạo được tài khoản ha. Và để có thể là giao dịch, có thể là mua bán coin ở trên sàn này á, thì chúng ta sẽ cần phải tiến hành thêm đó là KYC. Về KYC thì cũng không khác mấy với những cái sàn giao dịch khác ha. Các bạn vào phần tài khoản nè, ở đây sẽ có phần bảo mật ha. Các bạn sẽ nhấn vào đây. Trong đây sẽ có các cái mục để chúng ta có thể thêm vào và tăng độ bảo mật của tài khoản như là 2FA nè, Google Authenticator hay là thêm số điện thoại. Về KYC thì các bạn sẽ nhấn vào phần hồ sơ cá nhân. Về KYC ở trên các sàn giao dịch thì nó cũng sẽ tương tự nhau ha. Chúng ta sử dụng chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân nè, hoặc là hộ chiếu ha. Rồi chụp mặt trước nè, rồi mặt sau để KYC, rồi chúng ta sẽ nhấn vào tiếp tục. Sau khi nhấn vào tiếp tục thì sẽ đến bước quét khuôn mặt ha. Sau khi các bạn đã hoàn thành xong bước đó thì chúng ta sẽ đợi một khoảng thời gian để sàn nó duyệt. Và KYC ở trên sàn này thì cũng rất là đơn giản và nhanh chóng nên là chúng ta cũng không cần phải đợi quá lâu. Và sau khi sàn duyệt KYC thành công thì chúng ta có thể mua bán trao đổi coin ở trên đây. Về mua bán trao đổi coin thì các bạn sẽ vào cái phần là mua bán coin ha. Ở đây sẽ là cái giao diện để chúng ta có thể là giao dịch. Đó. Ở trên giao diện này thì cũng rất là đơn giản và dễ sử dụng. Các bạn có thể theo dõi về biến động của đồng coin nè. Ở đây sẽ có nhiều cái đồng coin lớn ha. Thì giá của nó sẽ là theo giá của Việt Nam đồng. Đó, các bạn có thể thấy là giá bán rẻ nhất nè và giá mua cao nhất ha. Ở phía dưới sẽ là danh mục những người dùng mua bán. Đó thì các bạn có thể là đặt mua hoặc là đặt bán. Về cách đặt mua đặt bán này thì cũng giống như việc chúng ta đặt giao dịch spot ha. Các bạn có thể là đặt cái giá bán nè, rồi chúng ta đặt cái số lượng, rồi chúng ta nhấn vào phần đặt bán. Đó, nó sẽ tính theo cái đồng Việt Nam đồng. Và đặt mua thì cũng vậy, nó cũng sẽ tương tự như vậy ha. Còn nếu các bạn muốn giao dịch mua bán với những người dùng khác thì ở đây các bạn cũng có thể thấy là họ đang có rao bán rất là nhiều. Đó, ví dụ như người dùng này đang rao bán là 0.0026 BTC ha. Nếu mà các bạn muốn mua thì chúng ta sẽ nhấn vào. Sau khi nhấn vào thì các bạn sẽ thấy được về cái số tiền mà người dùng đó đặt bán nè. Ví dụ như ở đây là họ đặt 0.0026 BTC và với cái giá bán đó là 1 BTC sẽ là 652.986.000 ha. Đó thì nếu mà các bạn muốn mua theo cái số tiền Việt Nam đồng của các bạn thì chúng ta sẽ nhập tiền vào đây, hoặc là nếu mà các bạn muốn mua số lượng BTC, ví dụ ở đây mình muốn mua là 0.001 nè. Đó thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn thấy là cái số tiền các bạn cần phải thanh toán ha. Chúng ta sẽ nhấn vào đặt mua. Đó.
Về cách là bán thì nó cũng sẽ tương tự như vậy ha. Ví dụ như người dùng này bán là 0.16 BTC với giá 649.875.000 với cái số Việt Nam đồng hoặc là số BTC, thì ở đây mình muốn là mua 0.1 nè. Thì chúng ta sẽ nhập số lượng vào và nó sẽ hiển thị cái số tiền ra. Hoặc là các bạn muốn mua, ví dụ như là muốn mua 50 triệu đi. Đó thì nó sẽ hiển thị ra cái số BTC mà các bạn có thể mua được ha. Đó thì chúng ta chỉ cần là nhấn vào bán hoặc là mua thôi. Ở phía dưới này sẽ là những cái lệnh mà các bạn thực hiện ha, như là lệnh mở nè, rồi những cái lệnh nào đã cũ các bạn đã thực hiện xong nè, rồi những cái lệnh giao dịch nè, đó thì nó sẽ hiển thị đầy đủ ở đây. Rồi về cách nạp rút tiền thì ở đây chúng ta sẽ thấy phần ví nè. Ở trong ví này thì các bạn có thể thấy những cái đồng coin mặc định ở đây. Sẽ có đồng Việt Nam đồng nè, nếu các bạn muốn thanh toán bằng Việt Nam đồng thì chúng ta sẽ nhấn vào phần nạp. Và sàn này thì nó sẽ liên kết với hai ngân hàng, đó là Vietinbank và Vietcombank. Đó thì các bạn có thể nạp theo những cái cách nó hướng dẫn ở đây. Còn về phần rút tiền thì chúng ta sẽ cần phải KYC chúng ta mới có thể rút tiền ha. Và các bạn sẽ cần phải thêm tài khoản ngân hàng vào. Về những phần nạp rút này thì mình sẽ không có đi sâu ha, mình chỉ giới thiệu những cái tính năng ở trên sàn. Còn nếu anh em nào chúng ta muốn mua bán OTC thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Về phần phí ở trên sàn thì mình thấy nó cũng khá là vừa ha. Với là cái phí chung đó là 0.3% khi mà chúng ta giao dịch. Còn về phí nạp thì nó sẽ là miễn phí. Về phí rút thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mạng lưới cũng như là cái loại coin mà các bạn muốn rút. Nhưng mạng Ethereum ERC20 thì lúc nào phí nó cũng cao ha, 5 đô mỗi lần. Còn đối với những cái mạng lưới khác như là BEP20 hay là TRC20 mạng Tron nè, thì mỗi lần rút như vậy sẽ là 1 đô. Đó thì nó cũng sẽ ngang ngửa với những cái sàn giao dịch khác ha. Còn đối với Việt Nam đồng thì khi các bạn rút tiền chúng ta sẽ được miễn phí. Nên ở sàn này tiện cái là các bạn có thể bán coin ra đồng Việt Nam đồng nè, sau đó là chúng ta rút Việt Nam đồng về tài khoản ngân hàng đó, và phí rút thì hoàn toàn miễn phí ha. Và đây cũng là một cái điểm mạnh ở trên những cái sàn OTC, nó không cần qua những cái bước nào dài dòng mà nó sẽ từ user này sang user khác rất là nhanh. Rồi còn lại thì sàn này nó cũng không có quá nhiều tính năng ha. Như ở đây sẽ có cái phần học viện nè, sẽ có những cái bước hướng dẫn cơ bản để cho các bạn làm quen với thị trường crypto, cũng như là các cái bước hướng dẫn để chúng ta có thể sử dụng những cái tính năng ở trên sàn. Ở đây sẽ có phần là kiến thức cơ bản nè, rồi các cái kiến thức nâng cao ha. Ngoài ra thì ở đây sẽ có thêm cái phần tin tức nè, rồi phần kiếm tiền, affiliate hoặc là Europe ha. Đó thì anh em có thể tham khảo thêm các cái phần này. Rồi thì đó cũng là tất cả những gì về Alinex, một cái sàn giao dịch OTC thuộc hệ sinh thái của Binance, cũng khá là an toàn. Và hy vọng là thông qua video này giúp cho anh em biết thêm một cái nền tảng để chúng ta có thể giao dịch OTC. Đối với những anh em người mới thì chúng ta biết thêm những cái cách thức để có thể là mua bán OTC ở trong crypto. Và với những anh em đã tham gia thị trường lâu thì chúng ta cũng có thể là tham gia mua bán OTC ở trên cái sàn này ha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn có thắc mắc gì về Alinex thì chúng ta có thể để lại comment phía dưới hoặc là liên hệ hỗ trợ của sàn. Luôn online 24/7 ha, và cũng hỗ trợ khá là nhanh. Ngoài ra thì anh em muốn cập nhật tình hình về Alinex thì có thể tham gia vào các cộng đồng social của Alinex ở trên Telegram, Twitter hoặc là Facebook ha. Tất cả đường link liên quan đến nội dung của video mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.